Ôi nhìn đứng dễ thương quá, thấy ghét quá rồi cô. Mang kiến mà mặc áo của thiếu nữ nữa. Con gái mà. Dạ. Chào em nha. Nhìn đã ghê. Cái đít thì ngoài sau nhõng nhõng nè. Rồi, gọi cuốn mệt rồi hả cô Bảy? Mệt rồi, ngồi xuống rồi, gần tới nhà luôn, mời vô nhà luôn. Thành giờ gặp là đặt nó gọi cuốn luôn. Vậy là hàng ngày là cô Bảy đi bán vé số rồi dẫn theo hả? Hàng ngày nó hai con. À, con này mệt thì tới con kia. Còn con mẹ của nó nay có bầu rồi, thành ra không có dắt đi nữa. Có mang giày nữa không? Có mang giày nữa. Cái trang phục của nó là cô Bảy tự may cho nó hay sao? Mướn ta may bộ 15.000. Người ta giải của người ta luôn. Hiền không? Ờ, nó có biết là ba mời bán với số không cô Bảy? Không, nó tại vì nó còn nhỏ. Có con mẹ thì có con là... mẹ, có con mẹ để chị sau chị dẫn mẹ. Mẹ nó biết cắn với số mời. Mẹ biết mời luôn? Biết mời luôn. Nhưng mà do mẹ bữa nay mang bầu. À, mẹ đang mang bầu rồi. À, cái chân nè. À, cô Bảy nghĩ ra cái kiến để đeo cho nó nhìn đã ghê á. À, Phong ơi, coi cái chân nè, đôi giày này là sao cô Bảy nghĩ ra ta? À, tại vì Thú Y đó, nó bán một đôi như vậy là 75.000. Ừ. Một đôi á, giờ mua hai đôi. Thành ra giờ vừa nó mang hư á, con mẹ nó mang rồi, giờ tới con nó mang. Tính ra con chó này trên mình cũng đâu dưới 100.000. Dạ. Bộ đồ là đôi giày rồi là trên 100.000 rồi. Dạ dạ, nó mai đồ cho nó, sắm sửa cho nó này kia. Ủa sao cô Bảy không cho nó ngồi trên này luôn? Có được, nó ngồi nữa. Cho nó lên ngồi á, cho nó khỏi đi. Dạ, nó đi cũng được, mình ngồi cũng được luôn. Dạ. Ở đây mấy cô thấy đi bán số mấy hả? Nhưng mà gọi cuốn này thì có gọi cuốn thì cô Bảy bán được nhiều số hơn không? Cũng trăm vé hả, chứ không bán nhiều, tại vì nó đi nó còn nhỏ quá hả, sợ nó mệt đó. Giờ thành ra cái bán buổi sáng này giấc trưa cho nó nhà, giấc sáng thì chạy xe đạp đi. Cách mà cô Bảy này là thích với lại gọi cuốn này hay là cô Bảy làm vậy để thu hút bán vé số? À, tại vì nó hồi nhỏ, hồi lúc nó chừng 3, chừng 2 tháng mấy à, nó tôi tập nó rồi nó tôi mua chiếc xe này của con mẹ nó, cứ nó đòi đẩy, nó đòi đẩy như con mẹ nó đẩy rồi nó thấy gì đó, rồi cái nó đòi đẩy hồi lúc nhỏ, lúc nó 2 tháng mấy á, nó đòi đẩy giờ tới nó là 3 tháng mấy giờ đẩy luôn tới giờ. giờ hiện diện giờ còn con chó nhà đang ngồi lại. Ồ. Ở nhà. Bây giờ như thế này đi, thì Phong vô đẩy thử xem đi, hai cô Bảy anh quay cho. Ha? Dạ. Chịu không? Con đẩy nó chịu không? Chịu luôn. Đó. Bây giờ mình không đẩy mà nó vẫn còn di chuyển nè. Nó đẩy được, mình nhưng nó không biết lái. Nhưng mà mình đẩy không có đẩy nhanh được Phong hả? Đẩy được. Đẩy gì? Anh quay phía đây nè, thấy vui lắm. Nó cái mông của nó. nhìn cái mông nó đã ghê á. Dễ thương không? Đi con, đi. Chị dẫn đi nè. Đi nghe, đi bán vé số với chú nè. Bao lâu thì nó mệt cô Bảy? Nó nhiều khi nó nghỉ thì khi nào mà có người ta mua thì mình nghỉ. Nó nghỉ. Rồi mình thả, chừng nào hết vé số thì mình thả xe nó về. Thôi bạn Phong đẩy quay lại đi. Su cũng mệt rồi. Con leo lên xe nè, con Duy nè, leo lên xe con. Mình thả nó lên xe được cô Bảy? Được, lên xe được. Lên xe ngồi đẹp lắm, ngồi gọn hơn. Tỷ bé con gọi cuốn lên đi. Chiếc xe này là tự chế luôn. Xin... Không, cái này mua. Mua bao nhiêu hết ạ? Cái này là lúc gửi thành phố cho mua 400. Ôi con bé nó mệt lắm rồi Phong ơi. Không sao đâu, nó vậy đó. Nó vậy đó. Cô Bảy này nãy chia sẻ là nó năm nay được mấy tuổi? Nó mới có 4 tháng à. Nó có 4 tháng à. 4 tháng mà dễ thương ghê á. Dạ, tại vì nó vậy nên nó hết lớn rồi đó. Nó thuộc giống chó gì cô Bảy? Nó là chó xiên. Cô Bảy có tình yêu với chó lâu chưa? Cũng lâu rồi, nhà 5 con rồi. Wow. Hay là mình ghé nha, để mình coi thử mấy con chó kia còn lại. Bây giờ ghé vô uống nước cái đây nha. Dạ.
Mấy con kia có được mặc áo giống như? Cũng mặc cũng được đó, mà cái con ngồi lại đó thì nó con trai. Ờ, à, con trai. Giờ còn nhỏ nhỏ không à, lúc cúp không à. Giống mà. Có người ta có nói cô Bảy là lạ không? Không có, nhiều khi người ta gặp ta cưng nó với đánh cái ta ủng hộ chứ số. Nhiều khi người mua cái thấy mua 5 vé, 3 vé, 10 vé thấy chó dễ cưng quá, người ta mua tiếp. Mình cũng lớn tuổi, mình cũng già rồi đó, thì thành ra giờ cái người ta mua tiếp mình cũng đỡ chú ơi, cũng không có chồng, không có con. Mà mướn nhà ở, giờ cái nhà giờ nó muốn sụp rồi. Dạ. Cái nhà mình mướn một tháng bao nhiêu vậy? Tháng 250. 250. Ngày bảy bán được bao nhiêu tờ? 100 vé. 100 tờ. Mà 5 đứa ở nhà nữa. Trời. Là có mình cô Bảy thôi. Có mình một hả? À? Với lại 5 chú chó. 5 chú chó. Lo ông muốn khùng luôn à. Người ta hỏi mua chó này cô Bảy có bán không? Không có bán đâu, nói thật mình với chú chứ nghèo nghèo chết đỏ chứ không có bán chứ. Tại vì nó là người mình, nó đi bán vé số hàng ngày, nếu bán rồi làm sao mà nó đi bán nuôi thân mình, nhờ nó nuôi mình đó. Hình như không có bán được chứ, bao nhiêu cũng không bán chứ. Nếu một may mà con chó mẹ mà nó già nó mất đi, cô Bảy có là sẽ làm gì với nó? Chôn nó hay là cho người chôn ta? Chứ. Chôn ha. Trước đây thì con có nghe bạn nói là cô Bảy có một cái con chó mẹ nó bị xe cán. Chân... đúng rồi, chú điện tôi đó là dạ. Chó mẹ bị xe cán cái giò của nó đó. Giờ sượng sượng, giờ tôi gửi người ta nuôi rồi. Tại vì biết sao, nó có sượng cái giò. Rồi nếu mà đợt sau chú có quay thì quay cho mẹ đó. Chó mẹ nó khôn lắm. Yeah. Chó mẹ là nó cắn giỏ luôn, mà nó ngồi luôn, nó mời chú bắn số luôn. Mà nó khi nào nó trăm tuổi già nó chết thì cô Bảy chôn chứ vẫn 50 triệu, 100 triệu vẫn không bán. Không bán luôn, nếu thật mình với chú khác là không bán. Bao nhiêu cũng không bán cho anh chú. Nói thiệt vậy đó. Hà là tôi đói mà nhiều khi tôi ăn cái gì thì nó ăn cái nấy. Đâu có tiền đâu, nhiều khi cho ăn nước mắm cho nó ăn. Nhiều khi có tiền mua chiến dịch trộn cho nó ăn. Thì bán cái số có 100 mà vé này nè. Rồi tiền nhà, rồi tiền ăn, tiền nuôi nó không có đủ chú ơi. Nó phải đủ ở đâu mà giờ mình phải dán luôn đấy chứ sao giờ không có bỏ, mà bao nhiêu tiền cũng không bán cho. Ở đâu cô Bảy lại có duyên với lại chó là từ nhỏ giờ hay sao? Dạ từ nhỏ tới lớn, tại vì là tôi thấy vậy nè tôi mới thương. Tại vì con mẹ nó hồi thời gian trước đó là tôi lượm mà ở ngoài cồn á, tôi lượm đồ mũ chó mẹ nó, thành ra thấy người ta bỏ hai con mà tôi nấy nó bơ dơ này kia nọ hết tôi nghiệp, tôi đem về tôi nuôi.